Em ơi, anh có viêm đớp nè em ơi. Không nói em tí. Nó lần ngon máy bay không. Hello mọi người đã trở lại với mình. Thì hôm nay là một cái clip khá là dài và khá là cồng kềnh. Từ trước tới nay sẽ là một cái clip tu đi mua xe, đi giữa xe, đi bốc biển số, đi vân vân. Và cái khúc này là cái khúc đi rửa xe. Trước khi vào ăn thì mình xin review sơ qua chiếc xe này. Trước một cái là mình đã dọn những gì và những cái gì trên xe này. Đầu tiên á là mâm, vỏ, heo, đĩa. À quên, mình xin tự giới thiệu, đây là một con BMW 330 M Sport, xe nhập, giá tầm 2 đồng mấy. Thì đây là ốp carbon nè, vẫn là mâm heo. Thì để cái chi tiết hơn từ món đồ thì sẽ có một cái clip review chi tiết hơn cho anh em coi. Và đây là cái sào đồ, cái sào đồ bô clip trước, clip giữa và clip sau. Bộ nói chung xe này nhiều đồ lắm, mình chỉ liệt kê sơ sơ vậy thôi. Thì cái clip mà hoàn tất thì mình sẽ quay review chi tiết hơn cho anh em xem. Còn bây giờ vô ăn cùng anh em mình nhé. Chào muốn xào chao là gì? Bông cải xanh. Thôi cho em một cái bông sẽ cái anh xào tế, anh tí anh bông cải xanh mà đúng không? Xào gì tốt? Xào tế. Mà không ăn cải tế thôi. Bông cải xanh em không ăn cải tế. Xào tỏi không xào dầu hành. Chị chịu khó nha, tại đi ăn thằng ăn không được hải sản, thằng ăn không được cay. Khó lắm. Dừng lại đi. Có ba mẹ là còn đòi ăn cơm nữa chứ. Tú ăn sô cô la không, anh khui cho Tú nha. Sô cô la thẻ hả? Đúng rồi. À sô cô la trắng Tú à. Sô cô la trắng. Ừ. Sô cô la của Valentine trắng là chị tài á má. Anh về anh để xuống, anh không được cái gì vậy Tú. Nói chứ lấy cho mượn cái quần nha. Anh mới quen con bộ hả? Tới lắm mà nó thích màu đen, anh không có quần màu đen. Em có cái quần xịt màu đen. Ừ. Anh bạn được rồi. Vô vấn đề chính là anh muốn em biết cái đài nào mà nó có thể mua được một cái món quà mà nhìn nó xịn một chút xíu. Này, năm 15 mà 20 tháng 10 hả? Ừ. Ờ lúc này cũng có gái tặng. Có, trời ơi, trời ơi, cô giáo piano đồ này nọ, rồi cô giáo dạy guitar đồ đó trong trường anh đó. Em khoái cái cô giáo mà yoga. Ừ, con yoga nó mới tới. Đối với mà cái cô gái yoga anh thì em có một cái món quà đặc biệt để tặng cho cô gái yoga nữa. Một cái đồng hồ đi đúp. Coi đi. Mà sao có sẵn hay vậy? Này em tính mua em tặng cô gái tập gym của em á. Thấy lúc này tướng em sao? Trời ơi, pin lên nhiều. Tập cô đó giết tướng pin lên vậy luôn phải không? Đúng rồi. Tập nhiều mua vui vậy câu trời. Từ từ anh mới cầm sản phẩm này. Không nói chứ. Từ từ thấy xịn mà không có dám ấy, không có dám. Cái này tặng là hợp lý lắm á. Anh khui nhẹ cái này cái nha. Đôi cô giúp vàng luôn. Người ta tặng gái, người ta tặng bông hồng màu đỏ. Không mấy bữa nào mình mua cái khác được không? Để này cho anh đi. Gì? Mua cái khác đi, để này cho anh đi. Đang có đợt giảm giá vào ngày 20 tháng 10 ưu đãi đặc biệt á. Từ 3 triệu mấy nha. Nó xuống còn có 1.790 thôi, còn có 1.790 thôi. 1.790. Ừ, nhưng mà nhìn là 3 triệu mấy, nó là 3 triệu mấy. Nó là 3 triệu mấy. Anh khui ra cái nha. Mà okay. Mà được khui, anh được khui không? Được, anh được khui đi, anh trả em 1.790 em. Ok. Đấy, anh cắt nhẹ cái này, bông hồng đồ này nọ tặng hợp lý lắm nè. Cái này nó bao gồm là một cái đồng hồ. Ừ. Đây. Thấy không? Ê. Đúng hơn anh cần cái gì bằng kim loại mà nó xịn xịn á. Thêm một combo nữa. Một cái lắc tay. Hai cái này 1.790. 1.790. Mà triệu mấy á. Nhưng mà đang có đợt giảm giá ưu đãi đặc biệt vào ngày 20 tháng 10 nên chỉ còn có 1.790 thôi. Mà chỉ có 50 mã thôi, giờ bây giờ về mua còn kịp á.
đang có ưu đãi đặc biệt vào ngày 20 tháng 10 nên chỉ còn có 1790 thôi, anh nhanh tay còn kịp nha. Tại sao em không gửi cho anh liền đi? Bây giờ em sẽ gửi cho anh nè. Ừ, nhanh đi ha. Thì chú cho luôn đi, mốt tôi muốn khách tú. Ừ, đúng rồi. Cho kỹ sáng, cho nó không cho nhân mà. Chỉ gì nữa. Anh em không mà, không cho được cái rồi mua cái khác 1790. Ê, rất siêu của anh. Này của anh chứ không phải của em. Chán lại, trời ơi, để tao nói thằng Sài Gòn tặng chết luôn. Em sẽ tặng cho anh, yên tâm. Đường link mô tả em sẽ để dưới phần bình luận. Và kèm theo Facebook của anh bán hàng này là anh Đỗ. Anh em nhớ là chữ anh là hai chữ N nha. Vô đó sẽ có miễn phí cho anh 1790. Hy vọng cô gái yoga không coi cái clip này trước ngày đăng clip nha, trước ngày 20 tháng 10 nha. Máy yêu chuyện tập gym. Ừ. Mới kẹo. Dân không thích cái dung dịch gì sạch sạch hả? Hả? Thế giờ giữ máy luôn nè. Sạch quá trời. Mỏ quá vậy, mỏ rồi. Sớm mỏ mà, lần này xe xuống dưỡng á. Bữa tôi tặng anh nhân á. Cái xe mà không mấy cảnh ăn uống gì nhiều. Cho em cái hộp này. Nóng từ trong mà. Có lấy này không? Thằng cắn cái có ấy. Lấy rửa hộp đây người ta bỏ vô cho. Cảm ơn nha. Nóng quá luôn. Nóng thiệt. Bữa. Nó nóng từ trong ra ngoài mày. Tú ăn món nào để anh đút nò? Em ăn anh. Xe kỹ hơn, mình phải coi ngoài nắng. Xe phải ở giữa sân thôi cho em. Giờ ở đường vô mát. Thì có gì tí đi Đà Lạt em cái ha. Đi về liền luôn hết à? Ờ, đi máy bay. Làm như nó không thích đó Tú. Nghe clip á. Đồ. Tại nay mình gửi kia giờ chứ. Bây giờ hãng BM là mày nó thành chiếc xe cũ. Mai nè chờ cái máy nó nhìn nó không có lực bằng cái chiếc xe buýt của em. Nhìn nó kính hơn kỳ kỳ chiếc kia thoáng nó mạnh. Xe buýt của em nó có 4 chắc cái trong bự vậy lận. Xe này chắc khi bít em chấp khoảng 4 cây cục điện. Hay á bạn. Xe này ngồi nó khác lắm bạn ơi. Nó thơm lắm. Thơm lạ lắm. Xe này có giọng nhẹ. Xe chìa khóa này tính ra nhẹ đấy hả? Dạ. Cái này có nước sẵn. Về mình thay lại cái đường màu diều ở dưới này nè. Đưa ra hai cái kết luận nó nằm ở bên đây. Bên đây là cái xóm của cu đen. Bên đây là xóm nhỏ hổm cu không chịu à. Ngày chóc. Ngày chóc. Nó dữ. Hello mọi người, thì mình cũng đi tới cái chỗ của anh Phương Family. Xong á, nghe không ạ? Xe buýt làm ở đây thì bây giờ mình có
dư chút đỉnh mình cũng mua con BM mình cũng làm đây. Nhập xe rồi về dưới vậy. Ok. Ủa? Cái này là mình bắt ốc vô luôn hả? Dạ đúng rồi. Là mình vui khoan vô luôn hả? Dạ. Khoan. Tưởng đâu dán keo chứ. Rồi dán anh chạy, lát anh chạy dưới lại bung á. Bung hả? Rớt luôn chứ. Ủa? Hình như xe của anh Công trước cũng... Khoan đúng không? Hả? Khoan. Khoan luôn. Rồi nói chung là gắn mấy cánh gió này khoan hết á. Rồi thí dụ sau này mà mình muốn gỡ cái này ra rồi mấy cái lỗ khoan đó mình phải đi đắp mình chám lại hả? Này em gọi dưới quê em gọi là cái xào đồ. Bắt tạ được hết á. Cái này là cái nặng lắm. Nặng anh dán keo anh chắc giờ ra tới ngã tư là nó rớt rồi. Ờ. Ngầu xe quá. Mặn gì vậy tèo? Nhập bồn ha. Cái đế với cái này không? Còn cái này là nó bằng nhôm. Nhôm. Cái này mình tăng chỉnh cao thấp được không ta? Dạ được. Được rồi. Nếu mình nhìn cái đuôi gió với nhìn bên hông qua đi. Nghe nghe bu được không? Dạ được ạ. Lần lễ này không cái tiếng. Ý chú quên em để ngón tay đâu trên đây em mới của mình. Dẫn quá là tao. Đấy, cái xe này là nó không vậy á, chứ không biết gì đâu. Nó đi vậy luôn á. Ba đầu xanh vàng tím mình hay gắn nè. Ba quỷ này đó chơi mấy cái mô hình hay gắn vô nè. Chưa có cái lóc nào dài như cái video này hết à. Bây giờ là tới thành phần đi bốc biển chỗ. Để anh hỗ trợ xuống nha. Okay. Cửa anh chạy hoài anh biết. Lên luôn. Gỡ lại tèo. Hả? Mở cốp xe anh tí lấy tiền. Bỏ tiền trong cốp xe anh tí á. Ủa? Cốp xe này hả? Tiền bạc chục lum. Chán thiệt. Giám đốc mốc đổ đá xanh ở trên nhà ngoài đường à. Ngập quá à. Quá. Ây da. Cái xà phơi đồ của tèo của đậu đây chú ý lắm luôn á. Làm như mấy bà phụ huynh muốn phơi đồ thôi, ai chẳng nghe cũng nhịn. Mưa mà anh thấy. Sau khi mua xe hết tiền làm cái khung biển số, không có tiền làm khung luôn, dán thẳng luôn. Hay. Tại vì số đẹp còn lòng titan rồi mà vàng rồi số xấu dán luôn. Không nuôi nữa. Hai em nghe đạt công an nói rồi, số không quan trọng gia đình mình có tiền. Chỉ là con số thôi mà. Anh em không có tiền em không đồng ý ý kiến của anh Đạt.
cái thần trong mở đã quá, tắt là nó khép lại. Giờ đang mở rồi. Cái này em lên miếng nữa đừng nè, nghe cam không nè. Thắng cũng nhiệt tình lắm á, đang làm xéo trong chống thì vừa dán biển số cái tèo á. Cái cảm giác khó tả ngày hôm nay lắm luôn. Xếp một kèo mình đi ăn uống giữa xe rồi chứ hả? Đây là một vlog dài. Chưa có video nào dài mà lằng nhằng như video này. Nó sẽ chưa kết thúc đâu. Hẹn gặp lại.